Năm 1999, nữ doanh nhân Lâm Thị Mỹ Dung là một trong số ít phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên. Trải qua 22 năm hoạt động và phát triển, Mỹ Lina Group do bà đứng đầu hiện vươn lên mạnh mẽ với 7 công ty thành viên, cho ra đời nhiều dịch vụ và sản phẩm chất lượng được thị trường đón nhận. Nhiệt huyết với kinh doanh nhưng bà Lâm Thị Mỹ Dung không quên trách nhiệm và tinh thần của một doanh nhân trong thời đại mới đối với xã hội. Nhiều năm qua, bà đã đồng hành cùng mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp Quy Sân, góp phần mang lại cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong nước. Bước sang năm 2022, với tinh thần luôn ủng hộ và đề cao hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới, doanh nhân Lâm Thị Mỹ Dung đã chính thức trở thành Quilin Partner, thành lập nên Quilin Aroma đồng hành cùng Quilin Global Holding trên hành trình xây dựng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần, kiến tạo nên mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng trên toàn cầu. Cũng trong năm 2017, thì tôi có dịp được tiếp xúc với tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, thì lúc đó là mạng lưới Quilin. Thì tôi được nghe chị giới thiệu rất là hay và hấp dẫn, phấn đấu để vì cái sự tiến bộ của phụ nữ. Cho nên là tôi đã cảm phục và tôi thấy là cái đấy nó cũng là cần thiết cho mình là một doanh nhân nữ. Thì tôi cũng góp phần đồng hành cùng với mạng lưới nữ lãnh đạo và tôi đã tham gia vào mạng lưới nữ lãnh đạo của tiến sĩ Nguyễn Thu Hương. Nửa đầu năm 2022 chứng kiến nhiều hoạt động năng nổ của nữ doanh nhân trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế phụ nữ. Thông qua các hoạt động truyền lửa truyền thông, tài trợ các sự kiện hướng đến phụ nữ do tập đoàn Quilin Global Holding tổ chức. Riêng bản thân, Chủ tịch Mỹ Lina Group cũng cho biết Quilin Global Holding đã giúp nữ doanh nhân thay đổi rất nhiều về tư duy hình ảnh bản thân, lẫn phương pháp thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới và mang tính thời đại. Tham gia vào mạng lưới nữ lãnh đạo, tôi nhận được rất nhiều những cái giá trị. Trước đây thì tôi chú tâm vào cái việc lúc nào cũng lo kinh doanh và chỉ nghĩ là mình xây dựng cái thương hiệu cho sản phẩm của mình, cho doanh nghiệp của mình là như vậy là cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng từ khi mà được tiếp xúc với chị Thu Hương thì tôi thấy là mình cần phải hoàn thiện hơn về những cái thương hiệu cá nhân, tạo cho mình một cái phong cách, cái thần thái lúc nào mình cũng rất là chỉn chu và chuyên nghiệp trước mặt công chúng, để cho mình vững tâm hơn, mình tự tin hơn phát triển cái doanh nghiệp của mình. Được tham gia vào cái tổ chức của Quilin Global thì mình có khả năng là được tiếp xúc, được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái điểm mới sáng tạo từ cái phương thức phát triển mới của Quilin Global. Cho nên là tôi đã ứng dụng ngay những cái kinh nghiệm đó, những cái lý thuyết mới đó vào trong chính cái phương hướng hoạt động của mình. Qua cái việc mà tham gia vào Quilin thì tôi cũng được tiếp xúc với rất là nhiều những nữ tài năng rất là giỏi, rất là trẻ đẹp và rất là năng lượng. Thì tôi thấy rằng là đấy là một cái môi trường rất là tốt cho tất cả các chị em phụ nữ. Thì mình cũng muốn chia sẻ đi những cái kinh nghiệm của mình để cho là mình giúp đỡ được cộng đồng, mình giúp đỡ được các chị em khởi nghiệp để đỡ vất vả như mình ngày trước.